Xin chào các bạn, clip này mình sẽ dùng cái bình khò này để khò trực tiếp lên cái sản phẩm tôn ngói nhựa San Diego để thử khả năng chống cháy lan. Đồng thời mình sẽ test lớp bề mặt IA khi gặp ngọn lửa sẽ như thế nào. Thì qua clip này mình sẽ nói thêm về cái khả năng chống cháy lan và sự cháy thông thường khi các bạn đốt nguồn lửa vào một cái bề mặt sản phẩm. Khi các bạn tắt nguồn lửa đi mà sản phẩm đó tự tắt, có nghĩa là cái khả năng chống cháy lan rất tốt. Khi mà sự cháy thông thường, khi mà các bạn đốt nguồn lửa mà nguồn lửa tắt đi mà sản phẩm đó vẫn cháy thì có nghĩa là sản phẩm đó chống cháy lan không có tốt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đốt sản phẩm tôn ngói nhựa này để thử khả năng chống cháy lan như thế nào. Tôn ngói nhựa Santiago, chuyên nghiệp để trường tồn. Sau khi mình tắt ngọn lửa đi thì tấm tôn ngói nhựa tắt đi ngọn lửa rất là nhanh. Và các bạn đã thấy thì bề mặt đằng sau của tấm tôn ngói nhựa thì không có bị biến dạng hay là bị cháy. Và đây là bề mặt đằng trước của tấm tôn ngói nhựa. Thì các ranh giới giữa chỗ bị cháy và chỗ không bị cháy rất là rõ ràng và nó không có lan rộng ra. Đây là bằng chứng để chứng minh là tấm tôn ngói nhựa San Diego có khả năng chống cháy lan rất là tốt. Vậy là mình đã kết thúc cái thử nghiệm nhỏ. Thì như các bạn đã thấy thì sau khi mình test như vậy thì cái tấm tôn ngói nhựa San Diego có khả năng chống cháy lan rất tốt, đồng thời cái bề mặt không có bị cháy lan. Để giúp các bạn yên tâm khi sử dụng tôn ngói nhựa San Diego lập trên mái nhà khi mà lỡ không may tiếp xúc với ngọn lửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.